Năm nghiệp chướng bố mẹ làm khiến con cái phải trả nợ suốt đời. Kính thưa quý vị, bố mẹ và con cái là mối nhân duyên từ kiếp này sang kiếp nọ, là sự gắn kết chặt chẽ không thể tách rời. Người xưa có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Những việc bố mẹ làm có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống con cái sau này. Cha mẹ chính là người có tác động lớn nhất để sự phát triển và hình thành nhân cách của những đứa con. Vì thế, có những việc sống bố mẹ làm trong đời cũng sẽ khiến con cái sinh ra phải gánh tội thay. Tạo khẩu nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, cần phải lựa lời mà nói. Trước khi nói một điều gì đó, nhất định phải cẩn trọng và suy xét cẩn thận. Không được dùng từ đe nghiến hay làm tổn thương tới người khác. Biết nói lời hay ý đẹp là việc mà cha mẹ cần làm để tích đức cho con. Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất vì nó dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn tới sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, dẫn tới sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ, dai dứt cả cuộc đời. Bởi vậy, nhất định phải thận trọng. Có những người thường nói, tôi là người khẩu xà tâm Phật. Tuy lời nói ra không dễ lọt tai, nhưng tâm tôi thiện, không suy nghĩ gì xấu cả. Trên thực tế, nếu một người mà cả đời không làm việc thất đức và chẳng hay ai bao giờ, thế nhưng lại tạo khẩu nghiệp mỗi ngày, thường nói ra những lời gây tổn thương cho người khác, đây cũng là đang tạo nghiệp ác, đời con cháu sẽ phải gánh đủ. Trộm cắp, phá thai. Trộm cắp là hành vi sai trái và thiếu lương tâm. Người trộm cắp sẽ phải chịu quả báo nặng nề, đó là nghèo khổ cả đời. Con cái sau này sẽ bị người khác lấy mất tài sản. Nhiều người cho rằng phá thai không tính là hành vi sát sinh, không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo Phật gia, sát sinh mang lại tội nghiệp rất nặng. Phá thai cũng tính là sát sinh. Hơn nữa, hành vi này mang lại tội nghiệp to lớn cho con cháu sau này. Người trộm cướp và phá thai, cho dù có thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng lương tâm lúc nào cũng lo sợ, và nhân quả nghiệp báo ở kiếp sau không thể tránh khỏi. Rượu chè. Cổ nhân có câu, người bại là do kiêu ngạo lười biếng, gia bại là do xa hoa lãng phí. Bố mẹ sống buông thả, ăn chơi sa đọa, lãng phí không tiết kiệm, không chỉ khiến gia đình suy yếu về kinh tế, con cái hư hỏng, không ai chăm sóc, mà còn mang nghiệp rất nặng sau này. Nó không chỉ gây ra hệ lụy cho cá nhân, gia đình và xã hội, mà còn tạo ra ác nghiệp, nay khổ đời sau khổ. Keo kiệt không làm điều thiện. Người sống ki bo, chỉ biết tới bản thân mình, nhất định không phải là người có phúc vận. Người không có tấm lòng bác ái, thiện lương thì nhân duyên sẽ rời xa, cuộc sống sẽ bi đát, gặp nhiều điều không như ý. Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn thì nên giúp đỡ, chứ đừng quay lưng bỏ đi, vô cảm, vì ắt về sau sẽ gặp quả báo. Bố mẹ muốn đời này và đời con được hưởng những điều tốt đẹp thì phải chăm làm điều thiện, xuất phát từ tấm lòng từ bi. Cuộc sống ngắn ngủi, cần phải biết tận dụng thời gian của cải để làm việc thiện. Biết san sẻ của cải vật chất cho người khốn khó chính là làm vơi đi tính ích kỷ, keo kiệt, mở rộng lòng thương. Chỉ khi mà bố mẹ làm được việc này, con cái sau này sẽ sống sung sướng, được mọi người và quý nhân giúp đỡ. Bất hiếu với cha mẹ. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên. Con cháu bất hiếu với cha mẹ là tội rất nặng. Đây là việc xấu bố mẹ làm trong đời, sẽ khiến cho con cái phải gánh tội sau này. Đừng bao giờ bất hiếu với đấng sinh thành. Nên nhớ rằng, tội bất hiếu với cha mẹ mình thì sẽ phải gánh chịu quả báo rất nặng về sau. Luật nhân quả là tuyệt đối đúng đắn. Bạn đối xử tệ với cha mẹ, sau này con cái bạn rất có thể cũng sẽ đối xử hệt như vậy với bạn. Người xưa có câu, cha mẹ hành ác, con cái sau này gánh tội. Cha mẹ hành thiện, con cháu đời sau
được hưởng phúc phận, đắc được nhiều may mắn. Bởi vậy, chi bằng tích tiền tài của cải, cha mẹ từ bây giờ hãy tích đức cho con. Ở nhà có một trong năm dấu hiệu này, thần linh phù hộ, phúc báo ba đời không hết. Một, lối vào. Kính thưa quý vị, lối vào nhà được xem là nơi các nguồn khí tốt và sống di chuyển qua lại. Không để cây lớn, bức tường hay vật chắn trước cửa, vì chúng có khả năng hạn chế nguồn khí tự nhiên chảy vào nhà. Bạn nên thường xuyên chăm sóc cửa lớn, sao cho không bị gãy mục, rỉ sét, loang lổ, nứt vỡ. Luôn tạo một lối đi dẫn vào nhà thoáng khí, xanh mát, đầy đủ ánh sáng. 2. Ngoại thất. Nếu ngôi nhà bạn gần đường sắt, có sân sau sốc, nằm ngay ngã ba đường, thì hãy nhờ chuyên gia phong thủy hóa giải các nguồn năng lượng xung quanh vào nhà. Bạn có thể tham khảo ý kiến của họ để bày trí ngoại thất nhà nhằm phát huy tối đa năng lượng tốt. Việc lựa chọn màu sắc ngôi nhà, số lượng cửa sổ, thiết kế chiều cao của cửa chính sao cho thật phù hợp cũng góp phần tạo ra các nguồn vượng khí cho nhà. 3. Cửa chính. Chủ nhà cần tạo ra một không gian vui vẻ tại cửa ra vào. Phía trước cửa nên có hàng hiên thoáng mát, ánh sáng đầy đủ và có một tấm thảm màu sắc hài hòa, tạo cảm giác chào đón. Đối với phía trong ngôi nhà, sau khi bước qua ngưỡng cửa thì không nên xây nhà vệ sinh đối diện, không lắp gương thẳng hàng với cửa chính và cũng không nên có chân cầu thang đối diện với cửa. Bạn cũng không nên xây cửa sổ đối diện với cửa ra vào, vì điều này sẽ khiến cho các nguồn vượng khí dễ thoát ra ngoài. Nên tạo một không gian mở để chào đón mọi người bằng một bình hoa đặt trên kệ cao ngay cửa ra vào, một bức tranh phong cảnh tạo không gian rộng thoáng. 4. Nguồn khí. Nguồn khí vào nhà phải đảm bảo các yếu tố như là lưu chuyển liên tục, không bị đồ đạc lộn xộn gây ứng động. Để mà đảm bảo được chất lượng nguồn vượng khí, chủ nhà nên chú ý lắp đặt gương, bày trí nội ngoại thất, cách sắp xếp đồ đạc, xây dựng cầu thang và các công trình phụ tạo ánh sáng vào nhà. Hơn nữa, bạn có thể tăng thêm các dòng vượng khí bằng cách tạo ra không gian thoáng và thơm mát cho các căn phòng thông qua bình hoa, hòn non bộ, bể cá cảnh, tinh dầu tự nhiên. 5. Tam hợp. Sức mạnh của một ngôi nhà hợp phong thủy phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng tam hợp của các căn phòng, bao gồm phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm. Nên chú ý phong thủy tại các căn phòng này để mang lại nguồn vượng khí tổng hòa cho cả ngôi nhà. Hãy chắc chắn việc bố trí phong thủy phải được thực hiện đồng thời tại ba căn phòng này. Nếu chỉ bày trí hợp phong thủy được hai căn phòng thì phòng còn lại sẽ kìm hãm sự phát triển của toàn ngôi nhà.